Kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại Trung Hòa Đình, bản Từ Sơn, Bắc Ninh. Ở đây là một số các cái khu vườn đào khác. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng xem qua. Tại nơi đây thì các bác ấy đã tuốt lá đào được sớm hơn mấy hôm rồi quý vị các bạn. Xin gửi tới quý vị và các bạn những cái hình ảnh của những cái cây đào mới nhất đây để chúng ta xem. Để được đánh giá thì năm nay thì nụ hoa đào rất nhiều quý vị các bạn. Rất nhiều những gốc đào quý vị các bạn. Chủ yếu là các bác ấy chơi những cái cây đào ngũ phúc quý vị các bạn. Rất nhiều quý vị các bạn. Đây tôi cho quý vị các bạn cùng xem qua. Những cái cây đào ở đây được các bác ấy đã quây nó lại. Nên mục đích là tạo cho không bị gió nó lung lay nhiều và cũng như là định hình cho cây. Vườn nhà bác ấy rất rộng quý vị các bạn, phải xào tít tắp luôn, chủ yếu là trồng đào. Đây có một cái phôi gốc cây đào rất chi là to. Như cái này được các bác cái tuốt. rất nhiều quý vị và các bạn. Vượt ở đây được các bác ấy đã tuốt gần như là vãn rồi các bạn. Vâng, và tại bây giờ tôi sẽ xin giới thiệu cho quý vị và các bạn biết là mắt nụ hoa đào và cũng như là mắt mầm chồi để lấy lọc nhé. Đây quý vị các bạn, đây ta hãy cùng xem. Đây là những cái mắt nụ đây quý vị, nụ hoa đấy. Còn đây là những cái cây có bò lẹt quý vị ạ. Tôi sẽ xin sang một cái cây khác ở đây, tôi sẽ chỉ cho các bạn. Đây, quý vị và các bạn nhìn thấy chưa? Những cái mắt mà để lá thì nó sẽ đen, nó bóng. Từ cái kẽ lá đấy nó sẽ ra các cái chồi, các mầm. Còn mắt nụ thì chắc các bạn cũng nhìn thấy biết quá rõ là đúng không? Nó có lông. Đó, đây là những cái mắt nụ nha các bạn, nụ hoa. Còn đây là những cái mắt đây quý vị các bạn. Mắt này sẽ đùn ra cành nhá. Nó sẽ màu đen, đen bóng ấy. Nó không có lông quý vị các bạn. Ok nha quý vị và các bạn. Video của tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.